Hello, em đang quay lại clip của mình nha. Ok, thì chúc mọi người có một buổi tối tốt lành này. Đó, thì chắc là em cũng đã nhập code xong hết rồi đúng không? Mình vừa mới update xong cái clip luôn á. Có cái tài khoản Thiên Phú khá là ngon mọi người, nên là em đừng có bỏ lỡ nha. Ok, đó là đối với bạn mà kiểu như là sai lầm trong cái kỹ năng thức tỉnh đó mọi người. Cho nên em có cơ hội làm lại. Ok, còn giờ thì có lẽ là đây mọi người, hôm nay thì đã là ngày cuối rồi nha mọi người. Ngày cuối của chuyến sự kiện tuần rồi, ngày mai thì như là có gộp server mọi người báo chị á. Bảo trì gọi một số server á. Hôm nay thì đã là ngày cuối rồi nha mọi người. Tại vì mình có ốp một hai ngày á, nên nó reset mất một luôn. Mà kể ra cái vũ khí này cũng chưa có review luôn này trời. Giờ này bận quá mình cũng chưa có kịp làm luôn. Thế là đây cũng đã tích kỳ lòng đàn trong thu này cũng khá là nhiều đúng không? Ok thì hôm nay trận thắng xếp hạng mọi người trong đây á. Em cậy thì trong đây có thể nhận khá là nhiều cái vật phẩm này á mọi người. Lòng đàn chung thu, ok, mình sẽ nhận luôn nha. Và một cái quà nạp ở trong cái này nữa thưa. Hai vật phẩm mà của chuỗi sự kiện trung thu khá là hot, có một bánh trung thu với lại cái lồng đèn mọi người. Lồng đèn thì em có thể cài chay được, còn cái bánh trung thu này là em phải nạp nha. Ở một lúc trước thì như có một cái co dè, nó có phát cái này free một cái hay sao ta, mình nhớ không lầm. Mình cũng đã có update trên cây hết rồi mọi người. Ok, còn ngày hôm nay thì chắc là mình sẽ đặt một mấy cái quà tích lũy đó thôi mọi người. Đó, cấp sức mạnh lên bạch kim mới là một chiều lên bạch kim luôn à. Ok, đây và tủ đồ mọi người, thì cái này cái vật phẩm bánh trung thu mình có một cái này. Mình sẽ mở luôn nha. Trong đây thì nó có cái bánh trung thu này thì nó vip hơn mọi người, và trong đây nó sẽ có mấy cái túi quà thuốc cưỡi này, rồi ảo hóa dấu chân trang bị đó, cánh các kiểu mọi người, và cái ý chí khí ước như là một cái thẻ được quà tháng 9 mọi người đó. Còn cái vật phẩm làm bánh trung thu này nó có nhiều cái vật phẩm ấy khác nữa mọi người. Thuốc tăng mật skin này, cái này mình thấy mở ra khá là nhiều luôn á. Đại đa số là cái này mở ra cái này không à. Ok, đó thì mình sẽ test luôn. Mở luôn cái quả đầu tiên, bánh trung thu mọi người. Không biết ra gì trong đây đây. Chắc mình nghĩ khả năng cao là ra thẻ được quả tháng 9 mọi người. Ok, mình sẽ mở luôn. Úi xời. Để bực quả thuốc cưỡi ngẫu nhiên cao. Nào lý, các bạn xịn nhờ, ngon mấy mùi. Ok, mình nghĩ nó cứ ra cái thẻ được quà cả chứ, nhưng mà nếu ra thuốc thuốc cũng khá là ngon rồi. Còn tiếp theo là bảy cái này mọi người, làm đẹp trung thu. Ở trong đây thì hy vọng là nó sẽ ra cái gì ta. Cái này có túi thời trang nha mọi người, trang bị này, hai túi sách hè với lại ba túi đúng không. Có túi gì đây, thời trang may mắn này. Cái này thì tím nhiều hơn. Ờ, có một luôn cái thuốc cưỡi luôn kìa. Các bạn cũng xịn phết luôn á nhờ. Đây mình sẽ mở một phát 7 cái luôn ha. Hay là mở, hay mở 2 cái chứ bụi là mở x5 sau nha. Đây phát đầu tiên. Đây là một thẻ được quà tháng 9 và thuốc tăng mật skin là 10. Ok, đó là phát đầu tiên. Và tiếp theo mở phát x5, 250 kim cương. Thuốc tăng mật skin ha, kim cương thôi. Mọi người nghe là nhiều mấy kia thì khó ra lắm mọi người, khó ăn lắm nha. Thật cái dễ như vậy đúng không? Ok, và ok, quà thuốc của nãy đâu mình tập hộp luôn nha mọi người. Đây, quà thuốc cưỡi ngẫu nhiên cao. Ok, trong đây thuốc cưỡi ngẫu nhiên cao mọi người. Trong đây thì mấy con này mình chưa có con nào hết trong đây. Chủ yếu cài chay thôi mà. Ai trong đây thì cũng có khá là nhiều con cao khá là xịn nha. Mở luôn nha. À, được con chót quả tiễn mọi người. Úi xôi, oh my god, chiến binh quả tiễn. Ok, đó, thông hành nha mọi người. Thuốc cưỡi dấu chân thì mình vẫn chưa có sao luôn nhờ. Kêu làm cứ cùng để biết, cái này cũng chưa làm luôn. Ok, thôi kích hoạt tạm cái con thú này trước cho mọi người. Con này thì chó này nó có nó gọi là chiến binh quả tiễn là tại vì trên cái hông của nó đeo một cái tên lửa mọi người. Nên là nó có tên là vậy. Chó kiểu giống Husky vậy ta. Không, chó không phải chó kiểu lùn á mọi người, chó vàng. Giống là gì mình quen mất tiêu à. Tăng cấp nha mọi người. Sẽ nâng lên luôn. Rồi, thất bại cái gì ta. Tăng tôi level 50 thôi nha mọi người. Ok, và hiện tại là tốc độ 140. Tiếp theo mình sẽ tiến giới cho nó lên full luôn. Xem nào, chiến cộng khá là nhiều luôn nha. Còn 2 sao cuối, 8 sao à, 9 sao.
level 55 hả? Ok, thế mình cho nó lên luôn. Cho lên level 55 luôn. Ok này, tiếng dưới cho mát mát sao. 8k2 lực chiến mọi người. Úi giời, và tốc độ hiện tại là 244 tốc nha. Khá là ok rồi nhờ. Thế con này khá là sạch nha, cứ cho qua tiễn này. 790k mọi người, sắp cái mốc 800k lực chiến rồi nè. Ok, ngày cuối đó mọi người, ngày cuối quà của mình đó mọi người. Thôi đây mình mở ra được cái gì rồi nhờ, có được cái con thú hay là cái dấu chân xét đồ nào xịn sò thì comment dưới để mình biết nha. Ok, cộng giờ thì chắc là làm trận danh thôi mọi người. Làm trận danh sao con chó, úi xời ơi. To thế không biết chứ. Thì chúc mọi người xem clip vui vẻ nha, và đừng quên là cho mình xin một like nè. Để lại comment cái tình chuyện dưới và nhớ là đăng ký kênh. Mặc dù hỏi không phải là một kênh nào mới nhất của mình nha. Ok, cộng giờ thì hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Từ nay trên kia bỏ lại phía sau, mây và bóng tối chẳng còn khác nhau. Chẳng có nơi nào yên bình, được như em bên anh. Giấc mơ bỗng hóa thành màu nỗi đau. Trời như ngừng khóc vì mình mất nhau. Có bao nhiêu đôi mắt tình, có sai xa đi ta. Mình mất.